Đầu tiên là phải phân biệt này, cái này là nắp trên này, nắp trên để riêng ra, cái này là ngang, chốt cửa, ngang, đây là cửa đây này, đây là hậu này. Cửa này. Đầu tiên là phải ghép này, phân biệt này, cây có tổng cộng là 6. Có hai thanh này là mặt phía sau này, thanh này là mặt phía trước này, nên lắp vào phía sau. Ghép được một hình này là mình cho một cái mặt sau vào đây, nó có cái G này, cho cái G vào. Sau khi cho vừa xong mình lại cho thêm một cái mũi này tiếp. Mình lại cho thanh một thanh sau vào đấy. Thanh sau này, mùa đầu này. Thanh sau này, mùa đầu này. Đây, lên tầng lại, mình lại tiếp tục nữa. Để cho trước này. Em quay gần gần lại cho khách nhìn cho kỹ. Thấy chưa? Đến phía mặt sau này, mình nùa cái này vào. Nó xong cái gờ nhất là cái nắp trên cùng cái này, cái ngăn. Đây là bánh xe nó có một cái gờ này, thì mình phải quay vào trong, mình phải quay cái phía gờ này vào trong thì nó mới ăn đấy được. Bây giờ là đi nắp cánh hay. Nắp khay này là mình lấy một cái mặt này, cái này mình để móc này, móc cái điểm này vào trong góc này, móc điểm này bên này như thế, móc vào xong mình bấm xuống dưới là được. Đấy, thế là xong, mình lắp cái núm. Đây, núm cho một cạnh vào, xong một cạnh kia dí vào là vào. Mình cho nghiêng một bên vào, sau một bên kia mình dí vào là được.